đầu hó khi họ tràn người lên và ăn được mạng hạ gục, sau đó là họ tấn công cái trụ một đường trên của đội tuyển Việt Nam. Thì bước ngoặt là thế, nhưng mong chờ rằng đối với đội tuyển Việt Nam chúng ta ở cái cặp BO3 ở trận đấu thứ hai này sẽ chiến thắng, và đội tuyển Việt Nam thì rất mong chờ những cái sự cổ vũ của bạn để có thể là tạo nên bước ngoặt của cặp thi đấu này và đưa ra một thế trận làm thắng trận đấu này và đi đến trận đấu thứ ba trong ngày hôm nay trước đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa. Tôi đang nhìn thấy đó là những luật cấm khá tương đồng với trận thi đấu đầu tiên, và tôi hy vọng vòng trong luật cấm thứ ba đội tuyển Việt Nam sẽ cấm đi Lữ Bố. Tôi rất hy vọng đội tuyển Việt Nam sẽ cấm đi Lữ Bố, bởi đó là sức mạnh rất hủy diệt của Zuzon. Zuzon đánh Max cũng kinh, nhưng dù sao cho nữa đó vẫn là chỉ một là thế trận hòa hoãn của anh ta thôi. Nhưng với Lữ Bố thì Zuzon đang thực sự là một chiến thần. Quá khó chịu với anh chàng Lữ Bố trong tay của Zuzon khi mà đánh quá trên cơ. Quá trên cơ và gần như là đi vào rừng hay là giữa trụ 1, trụ 2 của đối phương như nhà của mình vậy. Tôi lại tưởng rằng là Bolo sẽ cấm Cracker, nhưng mà vẫn là có Lữ Bố. Bây giờ thì có hở ra Lữ Bố và Tulen này. Tôi nghĩ rằng chỉ có thể là Lữ Bố mà thôi, bởi trừ khi đó là đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa muốn thử nghiệm đội hình, muốn nhả con bài Lữ Bố ra, chứ còn nếu không thì không có cửa nào để cho lựa chọn được con bài Lữ Bố của trong tay của Zuzon cả. Bởi vì là đây vẫn được lựa chọn là anh chàng đánh Lữ Bố gọi là nhiều highlight nhất ở thời điểm hiện tại, nhiều là highlight kinh khủng. Tôi không nhìn thấy, tức là tôi không đếm nổi những highlight của anh ta ở cái đấu trường quốc nội nữa với con bài Lữ Bố. Nhưng đội bạn đang muốn thử nghiệm một chút rồi với con bài Alice. Bây giờ trận đầu tiên thì như vậy là họ đã giữ lại cái vị tướng Alice. Có một cái trận đấu khá hay là đội tuyển Trung Quốc trước đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa đã sử dụng cái chiến thuật gọi là pick trước Alice này, một vị trợ thủ. Tiếp theo là Timmy, cho Timmy đường giữa này, sau đó là Senel nữa. Như vậy là xuất hiện 3 vị tướng trợ thủ. Và trận đấu đó thì tôi nhớ rằng là đội tuyển Trung Quốc có thắng được đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa. Nhưng bây giờ thì ở trận đấu lần này thì như vậy là đã có 2 lượt lựa chọn là Omen và Tulen, 2 vị tướng khá là thuận tay đối với đội tuyển Việt Nam. Nhưng bây giờ tôi đang thấy được là Zuzon liệu rằng sẽ có Lữ Bố không? Wonderman nữa kìa. Không chọn thì đương nhiên là Zuzon chọn nó rồi. Thì không có lý do nào cả. Nếu mà xét một cái kèo đấu giữa Lữ Bố và Omen thì đánh giá Lữ Bố cũng có thể trên cơ được Omen. Nhưng Omen với những cái nội tại và sát vực sát khí của mình thì vẫn có khả năng một cái gì đó đánh ngang cơ với Lữ Bố. Thì bây giờ xem nào. Với Alice như vậy là mất đi một trợ thủ là Timmy và Alice rồi, thì liệu rằng là Bolo sẽ sử dụng con bài Joker thuận tay của mình trong trận đấu này không? Đội bạn đang có những đôi cánh rất thuận tay và rất quen thuộc. Rock và Joker xem. Ở trận đấu trước giữa đội tuyển châu Âu thì đã có xuất hiện cả Rocker và Joker, hai vị tướng cơ đó. Và với cái con bài mới, cái con bài đặc dị và mang tính chất thương hiệu trong tay của TF ở trận đấu, ở giải đấu Training Camp này, thì liệu rằng nó sẽ là một cái tín hiệu đáng mừng của đội tuyển Việt Nam không? Tỷ lệ thắng của Roker đang rất cao đó. Và nó đến trong 6 trận thi đấu của đội tuyển Việt Nam trong tổng số 11 trận thi đấu mà Roker xuất hiện. Đội tuyển Việt Nam đang muốn làm điều và đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa đã làm, đó là về việc chúng ta cũng có hai người chơi được chơi tốt được ở vị trí đường giữa. Nên biết rằng chúng ta cũng như họ, đó là về việc nếu như họ có Win và Star đều chơi tốt ở vị trí đường giữa thì chúng ta cũng có Yamate cùng với lại cả Black One cũng chơi tốt được vị trí đường giữa. Tôi đang đợi đó là Black One cầm Liliana ở khu vực đường giữa, còn Yamate sẽ cầm Tulen ở khu vực đường đơn, hoàn toàn giống như cái cách mà J-Team đã làm. Chúng ta sẽ trả bài cho họ trong trận thi đấu này. Đó chính xác là một cái gì đó mang tính chất là gậy ông đập lưng ông hay là mỡ nó dán nó. Nhưng liệu rằng Grab luôn cục thế. Lần này thì không biết là đội tuyển Việt Nam chúng ta sẽ đánh theo kiểu gọi là đang tâm lý là tát nước vỡ bờ hay là gọi là chơi tất tay đây, khi mà sao có mà cả Grab cục thế hay cả Liliana lẫn Tulen ở trong một đội hình.
rồi bốn tốc biến luôn đến từ đội tuyển Việt Nam. Như vậy là nó đã có một gì đó mang tính chất thú vị hơn trong cặp đấu lần này. Những cái nụ cười đang hở trên môi. Cú sốc quá, cú sốc quá. Đài Bắc Trung Hoa. Tôi đang hơi bị choáng một chút, hơi choáng một chút, không có gì để có thể nói thêm được ở trong những tình huống này như này cả. Việt Nam đang muốn chơi một canh bạc có thể nói là tất tay, tất tay rất all in. Bốn con bài, thật ra là ba con bài mang tính chất đột phá, đó là về việc sử dụng một con bài phép thuật ở vị trí đường đơn, đó là về việc sử dụng thêm Greg ở vị trí đó là trợ thủ, và đó là sử dụng Roker ở vị trí đường rừng, đều là những lựa chọn rất lạ và rất khó đoán đến từ đội tuyển Việt Nam. Đoán. Và nếu như mà combat giao tranh nổ ra thì cũng hơi khó dành cho đội tuyển Việt Nam, chi và chỉ khi Tulen và Liliana xanh sao, sau đó Joker có thể băng vào từ đằng sau và hạ gục được những cái mạng của đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa. Thì bây giờ với cái đội hình dị như thế này thì không biết, tôi chắc chắn rằng là một sự thú vị thôi đến từ đội tuyển Việt Nam. Thú vị. Và chúng ta chờ xem nếu Đồng Năm làm tốt với việc khóa được vào limit của đối phương, tôi hy vọng rằng Việt Nam vẫn có một ván thắng. Như vậy Polo là định làm gì đấy, kéo bùa không bên nào xâm lực rừng bên nào cả, nhưng mà anh chàng Rắc vẫn ở vị trí nào Rắc kéo bùa tôi xem nào. Kéo đi, kéo bùa như những trẻ trâu Việt Nam, tôi xem nào. Đang tìm góc, có lao lên rồi. Kéo nê in vào thì thậm chí là bị bật lại luôn cơ. Thật ra là tôi muốn đó là một pha kéo sớm của anh ta. Thôi nếu rồi. Nếu đó là một cái pha kéo rồi. Sớm, chúng ta hoàn toàn có thể khiến cho nay bị chậm mất cái nhịp ăn bùa. Đúng không? Chúng ta có thể kéo cho Nay, kể cả là kéo được vào Nay thì chúng ta cũng sẽ làm cho Nay bị chậm đi cái nhịp ăn bùa, bởi vì anh ta không trừng phạt được con lính ở thời điểm đó. Thì có vẻ như là pha thi đấu đó Polo chưa quyết đoán. Bất kéo bất kỳ ai thì cũng được, và thậm chí còn mùa xanh thì càng tốt hơn. Chưa biết cách học tập của những cái trẻ trâu của Việt Nam đúng không? Những pha cướp bùa làm rất khó chịu với Greg, và đó là những pha gọi là trẻ trâu lên tiếng rồi. Nhưng không có một pha trẻ trâu như vậy đến từ không hiểu tại sao Polo. Khi mà lượng tiền có vẻ như là Lindit ăn chậm hơn Roker nên là cái lượng tiền đang thấp hơn mà thôi. Bây giờ thì có hai người ba người ở đây bắt đầu Ruzo tốc biến đi rồi ôi, và cái kéo thì cũng trả chúng đắng ngắt đắng ngắt. Ok, và bây giờ thì sao, con rồng 17 giây nữa giờ đã ra rồi. Nào, cẩn thận. Bây giờ thì anh một mình bị choáng rất là nhiều. Bật chiêu cuối của mình lùi về được. Cũng may cho đội tuyển Việt Nam là chưa có mạng hạ gục ở tình huống đó. Nhưng bây giờ con rơi đang được kéo. Chiêu cuối rồi còn đâu? Có ở bên phía đường dưới thì chỉ là những cái pha trao đổi tầm nhìn đến từ Tulen và Wonder Woman thôi. Việt Nam đã mất chiêu cuối trước giao tranh rồng, rất đáng tiếc, nhưng Nay cũng lùi lại để ăn cho mình được con bùa xanh, và có lẽ chúng ta cũng sẽ không gặp bất lợi gì quá nhiều ở trong những tình huống này. Đây rồi, kéo được Alice rồi, Polo hay quá nhưng không có ai có thể là gây đam trong tình huống này, và bây giờ thì họ đang hướng tới con rơi. Sao trận này Polo hít nhiều kinh nghiệm vậy? Anh ta hít quá nhiều đấy kinh nghiệm, và anh ta cũng đã lên đến cấp 3 muộn rồi. Thì núp luôn nhưng có một Queen ở đây biết được Polo. Và như vậy là đang khởi động con rồng như thế này. Có nội tạng. Họng. Đây rồi, TF đang bị lao vào, Win đang lao vào. Và như vậy là đang gọng kịp phớp lút dành cho Win. Tiếp theo xa ai đây, Yamate tốc biến đi, TF còn khá thấp máu, bị Laurel combo, như vậy là mạng thứ hai. Tiếp theo là Yamate, bây giờ chạy. Ui rồi ôi, tôi đang tính giây nhưng mà không kịp đếm. Thì bây giờ là một cái thế trận lại tiếp tục là hoảng hốt rồi, là hủy diệt đến từ đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa. Họng sâu sắc rồi. Là làm sao để có thể vật được một cái chiến trận như thế này trong một cái đội hình mà chúng ta có Greg, có Liliana, có Tulen, đều là những vị tướng. Nói chung là sải tay của chúng ta cũng không dài, chỉ có một mình Liliana là có khả năng sải tay dài thôi. Và rất khó để đợi cho Liliana đến được vị trí lết được, bởi vì ở đây có đến 3 vị tướng cần bùa xanh. Rồi. Và như vậy lượng tiền thôi thì chênh lệch bắt đầu hướng về đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa. Nhưng có một cái niềm vui nhỏ nhỏ là Đồng Năm đang đánh trên cơ Du Zone. Khi mà ép được cho Du Zone lùi về trụ của mình nhưng không có gì cả. Bây giờ thì đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa đánh rất chậm rãi. Họ lấy đi mục tiêu rồng và mạng ở tình huống đó thì hơi khác.
Tức là nhưng mà với cái đội hình mà có Grac như thế, cứu được Duzon rồi, bật chiều cuối giữ cho lại được Duzon, và như vậy là đội tuyển Việt Nam đã hạ gục được thành công. Đồng có ý. Thể là sẽ là cái trụ đường trên như thế này bây giờ. Zapate vừa bị hạ gục và cái trụ đường dưới như vậy là hòa trụ mà thôi, nhưng chưa chắc khó, chưa chắc đây rồi. Star hạ được trụ rồi, Star đang được quẩy thôi hỏng rồi rất nhiều, nhưng Benny đang bị đe dọa rồi. TF bắn vẫn còn cái lượng giáp bắn vào Star mùa rồi này. Quá hay, 300 mất Star nằm xuống và như vậy là một pha thi đấu quá hay. Ôi nhưng mà cẩn thận cái trụ đường giữa, anh em ơi về, về thôi anh em ơi. TF có cướp kịp hay không? Lữ bố của đội bạn đang ra, lữ bố đang ra, lữ bố, bố, bán lữ có trừng phạt chạy về rồi, nhưng Duzon hất tung được, vẫn muốn đánh. Nào, có như nào? Lấy quan ở đây. Thôi, đi đùa về thế, mà thôi. Đùa. Nhưng đấy là chỉ là một cái pha trao đổi bùa xanh, khi mà anh chàng TF ăn được bùa xanh thì phía bên kia họ cũng ăn lại được. Nhưng nhìn ra thì về lượng tiền chúng ta mới chỉ thua đối thủ khoảng 1.200 tiền rồi. Sau con rồng này sẽ là 1.500 trụ cũng cân, trụ thì... cũng cân. Thì đối với trận như đấu vậy này, là quan trọng là những pha kéo đấy, thật thay, thắng bại tại Polo, thắng bại tại Polo. Không biết rằng anh chàng Polo này sẽ sử dụng một cái gì đấy như đây. Thái Dương hạ San đồng ý. Hay là Thái Dương hạ đi đâu thì tùy, nhưng mà bây giờ thì đang rình rập ở đây rồi, đang có trạng nào gấu người. Phàm ăn, gấu phàm ăn đây rồi, đây rồi, kéo biết bên kia chúng cả ba bên kia biết như vậy là Benny khá tỉnh táo trong tình huống này. Kệ chúng nó, kệ chúng nó, đánh nó rồi chưa được. Hơi về lượn hết việc rồi, hết niềm vui rồi, té rồi. Và bây giờ thì sao? Con kinh công sắp ra mắt nhưng chắc chắn rằng là không đội nào có thể khả năng ăn được. Tôi có cảm giác con Grac trong tay của Polo giống như một trận thi đấu gọi là YOLO vậy. Win đang bị bắt lại, Win chạy đi dùng chiêu thức của mình chạy kéo. Được. Và những người đồng đội đang tới Polo đang bị làm trọng gió kéo nhưng fail quá đi anh ơi. Fail. Bây giờ thì họ đang tiến tới dây rất là khó chịu khi mà Liliana quá xanh sao đi, khi mà đi vào bụi đồng nằm đang bị đe dọa rồi, lùi về có thể là bị giữ chân. Chạy rất bật nhanh, chiều cuối luôn để chạy. Một pha rất tỉnh đòn đến từ anh chàng đồng nằm rồi. Polo không kéo được ai cả, lại còn bị trắng nước, lại bị giữ chân nữa. Đang là kịp đi cái chiều tỉnh táo tí nữa thì hay. Đội bạn tốc tiến rất nhanh trong pha thi đấu đó, có lẽ Star có cho mình cái giày giải hiệu ứng nên họ lướt đi rất nhanh. Rồi, bây giờ chúng ta đang thấy được là Đài Bắc Trung Hoa họ lại tiếp tục ép sân, lấy đi được cái trụ một khá là nhanh thôi. TF bật chiêu cuối của mình, bầu không trúng, lao vào cũng không trúng nốt, nhưng bên chúng ta đang phải co cụm lại để trở về. Và họ đang, bên Đài Bắc Trung Hoa đang muốn hướng tới cái trụ đường trên, đe dọa đến anh chàng Đồng Năm. Đồng Năm có biết không? Nhưng có Polo ở đây rồi, đến kịp thời không nào? Về đi không chết cả hai em bây giờ. Thôi thôi lượn. Rồi thôi. Tôi có cảm giác là Polo trong trận thi đấu này rất giống với những game thủ ở trong cái bảng xếp hạng của đội tuyển Việt Nam, của bên phía rank Việt Nam. Đó là thường xuyên xuất hiện những cái vị tướng trợ thủ Grac đi lang thang, không đóng góp được nhiều trong giao tranh và cũng khá là vô ích, thực sự là khá là không có được tác dụng, bởi vì Polo không farm được. Polo đến hit kinh nghiệm rất nhiều của đường và làm đường cũng thọt. Đây không phải là một chiến thuật hay của chúng ta, có lẽ chỉ là một trận thi đấu mà chúng ta muốn đánh gọi là cho vui thôi. Chúng ta xác định sẽ thua dây team và chúng ta không muốn lộ quá nhiều với họ chăng. Chứ còn đánh như thế này thì thực sự không mãn nhãn. Chúng ta không thấy được một cái nét gọi là phô diễn kỹ năng nào đến từ đội tuyển Việt Nam bây giờ cả. Thì có vẻ như sẽ có một pha giao tranh ở vị trí đường giữa, nhưng bên kia biết được Duzon đang ở trong đây, nhưng đội tuyển Việt Nam ta không biết điều này. Bây giờ họ khá là cáo già đi, di chuyển ra đây để lấy tầm nhìn và bắt lẻ rồi, dây thừng chân thật không trúng, nhưng đang đe dọa đến cái trụ hai đường dưới này. Polo đang bị giữ lại rồi, bị rất là nhiều hiệu ứng khống chế. Có mặt của Black One lao vào combo chỉ là để gãi ngứa mà thôi. TF cũng khá cục xúc, bật chiêu cuối của mình. Đồng Năm vẫn có mặt ở đây, ba người rồi, giữ chân được Benny thôi. Đang bật lại ultimate dành cho anh chàng TF, tiếp tục là bắn vào Win rồi luôn, và Tu lên nằm xuống ở pha thi đấu lần này. Tiếp tục là Đồng Năm thôi rồi. Lượm ơi, Lượm đi đâu, Lượm được cái gì bây giờ? Bây giờ thì sao nào? Đài Bắc Trung Hoa kinh quá. Thật ra thì chưa thấy được sự kinh của họ, thực sự là tôi chưa thấy được sự kinh của Đài Bắc Trung Hoa. Rõ ràng đội hình này của chúng ta đã thua ngay từ cái sự dị, nhưng nó mang tính chất vui vẻ là chính.
nếu như Polo đã luyện tập rất nghiêm túc qua Mike Rice thì tôi không nói làm gì cả, nhưng có vẻ như Polo đánh cũng hơi gà mờ vị tướng này thôi. Không giống như cái cách mà Moss thể hiện ở bên phía Thái Lan, họ đánh rất có bài bản với Mike Rice. Họ lật kèo được đội tuyển Hàn Quốc, xin đính chính đó là đội tuyển Hàn Quốc, ở trong một thế trận mà họ đã bị snowball với hai cái bài dị, đó là Rice và đó là Scott. Rồi. Nhưng đối với đội tuyển của chúng ta thì đây chỉ là một trận thi đấu đánh cho vui thì được. Còn Greg này thực sự không mang quá nhiều ấn tượng đến với đội tuyển Việt Nam. Và thật ra thì với cái tốc biến của Bolo cũng không làm gì được nhiều cả ở trong cái trận đấu này. Và bây giờ thì Omen tự cho mình là con bò, tự lùi về rồi, may mà còn thoát cơ. Khi mà bây giờ là thời điểm phút cuối rồi, những cái bước di chuyển nên cẩn thận lại đến từ anh chàng Yamate. Bây giờ thì sao? Lính ở đường trên và đường dưới đang đẩy rất là cao. Bên kia thì chia thành 4 người tấn công trụ đường dưới, có để cho anh chàng Duzon đối đầu với Black One. Kéo tốc biến đi rồi, không được rồi, mãi mới trúng. Nhưng hút chuẩn xác đến từ Bolo. Quá nhiều giáp đến từ anh chàng Win với cái giáp thần kỳ tới F5. Lùi về không được rồi, và như vậy một mạng hạ gục thành công cho Lauriel. Ở đường trên thì sao? Duzon đã ăn được cái trụ đó. Ba đường mega, ôi rồi, ôi thôi xong rồi. Lạc trôi đi đâu đây hả Đồng Năm? Bolo sẽ là người nằm xuống tiếp theo. Yamate đột biến không? Không đột biến, không có cái gì đó như kiểu là húp khổng lồ xanh mà uống phải cái chai nước xanh ở hóa hình. Rồi, như vậy là một chiến thắng quá ngoạn mục đến từ đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa, 2-0. Tôi thấy đột tử chứ không có gì gọi là đột biến cả. Bên phía Đài Loan có vẻ như họ cũng không quá vui mừng trước chiến thắng này. Đây là một chiến thắng mà họ biết được rằng hai bên đều không thể hiện hết được cái kỹ năng của mình, đều có những toan tính cho những vòng thi đấu sau. Có vẻ như đội tuyển Việt Nam đánh giá rằng thua thì cứ thua dây tim thôi, không có gì đáng lo cả, chúng ta sẽ gặp lại họ sau chẳng hạn. Thì đây thực sự là một trận thi đấu mà chúng ta không được nhìn thấy quá nhiều kỹ năng, quá nhiều sự phô diễn, có chăng chỉ là sự hủy diệt của bên phía đội bạn, đó là Đài Bắc Trung Hoa chứ không phải là đội tuyển Việt Nam. Thật ra thì những cái trận đấu mang tính chất như này thì khó thì nó cũng sẽ có cái hay của nó. Chúng ta cũng đã khá cố gắng với những cái con bài mới như kiểu Grack, nhưng mà màn thể hiện thì cũng chưa được tốt với anh chàng này. Tôi đã rất hy vọng vào một trận thi đấu mà có Yamate và chúng ta thi đấu đúng phong độ của mình, đánh trên cơ hoặc thậm chí là chỉ cần ngang cơ đối phương ngang thôi là được. Cơ đã. Nhưng Duzon là người đi đầu với chàng trai đeo kính, và tiếp theo đó là Nei, đó là Win, là Star, và người cuối cùng đó là Benny. Và họ đã có một trận thi đấu hay trước chúng ta, nhưng phải khẳng định rằng chúng ta đã thi đấu không tốt ở trong trận thi đấu này. Nhưng tôi thấy rằng chúng ta dường như những game thủ bên phía Việt Nam đã biết trước được kết quả này, và chúng ta cũng không có gì quá buồn lắm ở trong trận thi đấu vừa rồi thì phải. MVP trong trận thi đấu này thuộc về Win với một kèo đối đầu rất dễ thở ở khu vực đường dưới với anh chàng Yamate, bởi rõ ràng nếu như đó là kèo pháp sư thì Turen sẽ có lợi thế, nhưng đó là một kèo của một đấu sĩ rất khỏe như Wonder Woman, thường xuyên có sự trợ giúp của Nei nữa thì không có cửa bật cho người chơi đường giữa của đội tuyển Việt Nam, của đội tuyển Sagavatom. Yamate có quyền tỏa sáng. Rồi. Và cũng đó cũng là đánh giá với cái điểm MVP 5,7 của TF thì đó cũng là một sự cố gắng trong cái đội hình đội tuyển Việt Nam chúng ta ngày hôm nay. Vẫn tôi thấy sáng. Là TF cũng vẫn cố gắng, vẫn tỏa sáng, có một cái gì đấy có thể lật kèo nhưng nó là chưa đủ. Và ngoài ra nữa là đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa thì cũng là một đội tuyển quá mạnh đi, và mạnh. Những vị tướng thì cũng thuận tay đối với đội tuyển Đài Bắc thuận Trung tay. Hoa nữa. Ngoài ra nữa thì họ có một tinh thần tốt và một cái đội tuyển nó khăng khít